Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tofu. Hôm nay Tofu sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim Nhật Bản kể về một tên biến thái luôn trốn dưới gầm giường để theo dõi người mình thích. Nam chính Natomitsu là một người từ nhỏ đã như kiểu người vô hình, người bên cạnh không ai chú ý đến sự tồn tại của anh ta cả. Ngày ngày cô đơn một mình như là một con côn trùng ở dưới đất, vì không có ai để ý chúng ở đâu tới, cũng không ai để ý chúng chết như thế nào. Khi lên đại học, cuộc sống của anh mới xuất hiện tia sáng đầu tiên. Trải qua một năm để ánh nắng, vì Mr. quên đem sách giáo khoa và không thể trả lời câu hỏi của giáo viên, anh lúng túng đứng hình không biết phải làm sao. Lúc này một giọng nữ sinh nhẹ nhàng phát ra, cô bạn của Mr. Chihiro Sasaki. Cô mỉm cười và cho anh ta mượn ghi chú của mình. Mr. ngạc nhiên vì không ngờ rằng trên thế giới này còn có người nhớ tới tên anh ta. Trong lòng anh ta như cuộn trào từng đợt sóng, vì vậy sau khi tan học anh ta lấy hết can đảm tới làm quen và mời cô đi uống cà phê. Cô gái xinh đẹp Chihiro đã đồng ý. Chihiro dịu dàng xinh đẹp như thiên thần. Cô nhẹ nhàng mỉm cười cùng Mitsui tới quán cà phê. Mitsui không thể ngờ rằng anh lớn từng này tuổi, lần đầu tiên có người nhớ được tên của anh và cũng là người con gái đầu tiên đồng ý cùng anh đi uống cà phê. Vì vậy anh ta gọi một cốc cà phê, tuy vị đắng ngắt nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Chihiro cũng như các cô gái khác vui vẻ nói về quần áo và túi xách mà mình yêu thích. Nhưng những thứ này Mitsui đều không thể mở miệng cùng nói chuyện với cô, chỉ ngay người nhìn Chihiro, bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng. Lúc này Chihiro ân cần chủ động hỏi về sở thích của anh, làm cho anh ta cảm thấy tự tin hơn một chút, vui mừng chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá bảy màu của bản thân. Không ngờ rằng Chihiro với sở thích nuôi cá này của anh ta cũng có hứng thú. Anh nói rằng có thể cho cô ấy vài con để cô nuôi thử. Vì vậy Mitsui tận dụng cơ hội để có thể gặp cô ấy vào tuần tới. Về tới nhà, Mitsui vui mừng chọn trong bể cá của mình những con cá tốt nhất. Cuối cùng đúng theo lời hẹn lần trước, được lần nữa gặp lại Chihiro với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Mitsui. Chớp mắt đã qua 11 năm, Mitsui cũng vẫn như trước, là người không có cảm giác tồn tại. Anh ta vẫn lẻ loi một mình, chỉ có những con cá để bầu bạn. Chỉ có hình ảnh khi ở cùng với Chihiro trong ký ức mới làm cho anh cảm thấy ấm áp. Nhưng kể từ lần đó, anh không gặp lại cô ấy lần nào nữa. Anh ấy vẫn luôn hy vọng được gặp cô. Có thể để cô ấy lần nữa gọi tên mình, liền đi tìm thông tin và địa chỉ nhà hiện tại của cô. Qua rất nhiều nơi mới biết được cô ấy đã lấy chồng sinh con, cả nhà cô ấy đang sống ở ngoại ô thành phố. Mitsui biết địa chỉ nhà và tới tìm cô. Anh tới nhưng chỉ đứng trước cửa, tưởng tượng về lúc cô đi ngang qua anh và cô sẽ quay lại mà hỏi, cậu có phải là Mitsui đúng không? Cuối cùng cũng được gặp lại cô gái để khiến anh mơ mộng, nhưng thực tế không như anh tưởng tượng. Chihiro trông mệt mỏi và bơ vơ, cô đã không còn vẻ đơn thuần và nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của mình. Hai người lướt qua nhau, Chihiro hoàn toàn không hề nhận ra anh ta. Thời gian sớm đã làm người ta thay đổi. Chihiro hiện tại với cô gái trong trí nhớ của anh đã là hai người khác nhau. Vốn là Mitsui muốn chỉ nhìn cô thêm một lần, nhưng anh ta lại thấy rất tò mò về những năm qua cô ấy đã trải qua chuyện gì mà lại trở thành con người như vậy. Vì vậy anh ta thuê một cửa hàng ở đối diện với nhà Chihiro. Anh mở một cửa hàng bán cá cảnh. Mở cửa sổ là có thể nhìn thấy nhà của Chihiro. Anh nhớ lại cảnh ngày hôm đó tới nhà Chihiro tặng bể cá. Mitsui điều chỉnh nhiệt độ nước cho những con cá bảy màu trong nhà của cô. Hai người vô tình có những đụng chạm làm anh như điện giật rụt tay lại. Chihiro rất thích món quà anh tặng, vừa nhìn những con cá trong bể bơi cô vừa cười. Anh nhìn cô gái dịu dàng trước mặt, anh cũng bất giác nở nụ cười. Anh ta lấy ống nhòm để nhìn thấy Chihiro. Cô thường ngày rất ít khi ra ngoài, chỉ ở nhà làm nội trợ. Mỗi ngày chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa, ngày qua ngày bận rộn khiến cô mệt mỏi. Càng khiến Mitsui sốc hơn là khi biết chồng của Chihiro là một tên vũ phu, ngày nào về nhà cũng đánh vợ. Nhìn thấy Chihiro đau đớn nằm trên sàn nhà, Mitsui cuối cùng cũng hiểu tại sao cô gái năm đó mình thích lại trở thành bộ dạng như bây giờ. Để an ủi Chihiro, anh tặng cô một bó hoa và thiệp chúc phúc, nhưng Chihiro lại vứt bó hoa đó ra đống rác, hoặc là có thể bây giờ đối với cuộc sống của cô đã không còn ý nghĩa gì cả. Hoa dù nở đẹp đến đâu, một khi bị cắt khỏi cây thì đều tàn úa cả. Một ngày nọ, Chihiro vô tình phát hiện gần nhà có một quán bán cá cảnh. Cô ấy vẫn như năm đó, một lần nữa muốn mua một vài con cá bảy màu về nuôi. Nhưng khi biết cần một số tiền khá lớn để mua ống sưởi nên cô ấy đành từ bỏ. Mitsui không bỏ qua cơ hội lần này, anh nói rằng nhân dịp khai trương cửa hàng, chỉ cần cô sau này tới mua thức ăn cho cá thì anh ta có thể tặng cô một bể cá cùng một ống sưởi. Vì vậy, Mitsui bê theo bể cá tới nhà Chihiro. Khoảnh khắc này rất giống với cảnh 11 năm trước đó, chỉ là bản thân Chihiro đã không còn là người con gái của năm đó nữa. Đối với Mitsui, dù Chihiro có trở thành như thế nào thì cô ấy chính là người duy nhất dạy cho anh biết như thế nào là hạnh phúc. Sau đó Mitsui lấy trộm chìa khóa nhà của Chihiro và cài đặt thiết bị nghe trộm. Thường xuyên chờ lúc Chihiro ra ngoài, lẻn vào nhà cô và giúp cô chăm sóc mấy con cá cảnh, thay pin cho thiết bị nghe lén và cảm nhận nhiệt độ trên giường. Có lần còn ngủ quên suýt chút nữa bị cô ấy phát hiện. Mặc dù Mitsui rất thích Chihiro, nhưng anh ta lại hoàn toàn không có khả năng yêu thương, không biết cách nào mới đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Chỉ có thể lén lút là một người vô hình.
Ngày hôm đó, Chihiro tới cửa hàng mua thức ăn cho cá. Mitsui lấy hết can đảm mời cô ấy uống loại cà phê mà cô ấy thích nhất. Nhìn cô gái dịu dàng trước mặt và hình ảnh cô gái trong trí nhớ của anh lại hiện lên, niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng trào trong lòng anh. Nhưng khi anh ta nghe thấy Chihiro bị chồng đánh từ thiết bị nghe lén, anh không thể chịu được nữa. Vì vậy, anh ta mặc bỉm đem theo đồ ăn cô và lặng lẽ trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ của Chihiro để cảm nhận được một ngày của Chihiro trôi qua như thế nào. Nhìn cô làm việc nhà và chăm sóc con, anh đã nhìn thấy toàn bộ cuộc sống thường ngày của cô. Mitsui không dừng việc tặng hoa và viết thiệp cổ vũ cho Chihiro. Những tấm thiệp chúc phúc đó lại bị người chồng cặn bã của cô ấy nhìn thấy, nên nghi ngờ Chihiro ngoại tình. Anh ta không một câu hỏi liền lao vào đánh cô một trận, còn dìm cô xuống nước và gần như để mặc cho cô chết. Mitsui ở dưới gầm giường đau khổ nghe tiếng kêu la của Chihiro, nhưng chỉ biết ôm đầu khóc không làm gì được. Anh ta không dám chui ra để bảo vệ cô, chỉ có thể lén lút chờ đợi. Tới khi chồng của Chihiro ngủ say, anh ấy mới chui từ gầm giường ra, chăm sóc cho Chihiro đã rơi vào tình trạng hôn mê. Ngày hôm sau, Chihiro tỉnh lại, cảm thấy trên cơ thể vẫn còn hơi ấm. Cô nhìn thấy tấm chăn trên người, cô tin rằng đây không phải do mình hoang tưởng, khẳng định trong nhà còn có người khác nữa. Ngày hôm đó, Chihiro được báo tin bố cô ốm nặng, cô rụt rè xin phép chồng cho cô về nhà mẹ. Nhưng người chồng phủ phù đã từ chối không cho cô về, còn nói rằng dù cô có về hay không về thì bố cô cũng vẫn chết. Chihiro lần này không thể chịu đựng được, liền đứng bật dậy tát cho anh một cái và chửi anh ta không phải là người. Điều này làm cho anh ta tức giận, đè cô xuống sàn và đánh cô tới tấp. Lúc này Mitsui muốn ra tay bảo vệ Chihiro nhưng anh ta lại quá yếu đuối, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để đứng ra cứu cô. Mitsui quay về nhà như người mất hồn và cứ thế tự trách mình, đau khổ khóc và quỳ xuống trước tấm ảnh của Chihiro luôn miệng nói xin lỗi. Ngày hôm sau, Chihiro phát hiện một cái bật lửa lạ trong nhà, bên trong có máy nghe trộm. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì chồng cô đã quay trở về, không nói một lời lại lao tới đánh cô. Chihiro lần này tuyệt vọng, cầu cứu người mà cô chưa biết là ai kia. Sau bao nhiêu lần yếu đuối, Mitsui cuối cùng cũng chọn bước ra bảo vệ cô. Anh ta xuất hiện từ đằng sau lấy kích điện để làm cho tên cặn bã ngất đi. Sau khi giải quyết được người chồng, Chihiro vô cùng kinh ngạc hỏi anh ta là ai. Mitsui muốn nói mình là Mitsui bạn đại học của bạn, nhưng anh ta không thể nói ra. Đối với Chihiro, Mitsui chỉ là một người lướt qua trên đường trong cuộc đời của cô mà thôi. Có lẽ giờ đây tên của anh cô cũng không còn nhớ nữa. Cuối cùng Chihiro phát hiện bí mật sau khi bước vào nhà của anh ta và cũng nhớ lại ký ức của 11 năm trước. Hai người ngại ngùng cùng nhau uống cà phê. Chihiro chạy theo và gọi to tên của Mitsui. Cuối cùng Mitsui cũng đạt được điều mình muốn và nở nụ cười. Ok, câu chuyện hôm nay của chúng ta đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn nhé.